Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món bánh tằm xíu mại mọi người. Dưa không phải đèn lá mọi người. Đây mọi người, bánh tằm xíu mại này mọi người. Tằm xíu mại nước cốt dừa. Đi phải đèn đá mọi người. Mời mọi người dùng, mời mọi người ăn sáng, mọi người ăn sáng uống phê. Bánh tằm thật xíu mại nó về rồi trường trắng cái đỏ như đậu phộng như không. Có đậu phộng ăn thơm thơm mọi người. Xí mại ngon. Bò đắng
không dám được vào. Nhưng tầm xí mại ngon rồi. Còn nó lúc dừa béo béo rồi, hay thì đắng đắng rồi. Này nó để đường nó có cho nên học nó ngọt ngọt rồi. Chất đắng sầu ngọt rồi. À, chào tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người có một buổi sáng thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.